Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay tiếp tục mình quay lại với các bạn để mình giới thiệu cho các bạn là các cái mẫu gạch nó ốp bếp với các cái phong cách khác nhau phù hợp với tính cách của gia chủ. Thì mỗi người sẽ có những cái sở thích khác nhau nên mình mới tập hợp để mình giới thiệu cho các bạn. Thì mong là các bạn cũng có được những cái sự lựa chọn cho mình những cái mẫu bếp, gạch ốp bếp nó phù hợp với cái tính cách cũng như là cái sở thích của mình. Thì đây mình đã soạn ra sẵn, thì tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Đây, cái thứ nhất là gạch ốp tường bếp đơn giản. Thì các bạn cũng thấy là đơn giản là thường nó chỉ có một màu thôi. Đó. Thì đây các bạn có thể là ốp bằng cái gạch nguyên khối hoặc là cũng là các cái gạch mà nhân tạo nha. Thì đây nó có rất là nhiều các loại gạch khác nhau để các bạn ốp. Nó có thể là những cái gạch mà khổ lớn 60 luôn, dài 1m2 luôn, hoặc là nó có những cái khổ mà đá nhân tạo nó dài luôn bằng cái bếp nếu mà các bạn không thích có những cái đường ron. Đó. Thì các bạn thấy là nó rất là đơn giản. Thì đây phù hợp với những cái người mà thích đơn giản, không thích màu mè. Và đối với những người mà nấu bếp nhiều á thì cái gạch mà nó liền liền nguyên khối với nhau họ rất là thích. Bởi vì họ rất là dễ vệ sinh, lau chùi, nó không bị dính các cái bẩn, cái dầu mỡ trong các cái kẽ đó. Đó. Đó, đây một cái loại gạch nữa này, các bạn thấy không? Nó rất là mờ và cái này cắt từng miếng ốp vô cái này xong luôn đó. Đó. Rồi, cái loại gạch thứ hai đó là gạch nó có họa tiết. Đó. Gạch có họa tiết này thì phù hợp với những người mà thích màu mè, thích có điểm nhấn cho cái bếp một xíu. Đó. Thì nó có nhiều kích cỡ khác nhau mà kích cỡ mình hay dùng có thể là 30-60 hoặc là 40-80. Đây các bạn thấy không? Thấy ốp không? Nó có hoa văn này thì khi mà các bạn nấu bếp thì các bạn nhìn vào hoa văn thì các bạn cảm thấy là nó thích thú hơn, nó vui vẻ hơn khi mà chúng ta đi vào bếp chúng ta nấu nấu ăn thì đó. Thì họa tiết này cũng rất là đẹp này. Thì cái này là chất liệu của nó là cái loại gạch mà bề mặt nó bằng đá mờ đó các bạn thấy. Đây, đây cũng là một cái mẫu mã nữa này. Các bạn nhìn từ xa vô các bạn thấy điểm nhấn là ngay cái gạch ốp bếp liền. Thì đây là những người mà thích có những cái điểm nhấn để tạo những cái sự sinh động. Đây, các bạn nhìn thấy nó khi mà nhìn vô nó rất là hay. Đây, tiếp tục. Đó là cái gạch ốp bếp mang cái tính chất cổ điển. Thì đây cũng là một cái phong cách này. Vừa hiện đại kết hợp với cổ điển, nó mang cái tính chất nào đó nó hoài cổ một xíu. Thì cũng rất là nhiều người thích cái này. Bởi vì cái này nó tạo cho chúng ta những cái điểm nhấn nó rất là hay, các bạn nhìn thấy. Thì đặc biệt của cái gạch cổ điển này á, nó có hoa văn rất là nhiều. Thì cái này thì thường hồi xưa người ta hay ốp trong những cái hoàng gia, trong những cái cung điện đó. Đó, người ta sử dụng những cái loại này. Thì bây giờ người ta cũng mang tới người ta ốp cho những cái bếp, tạo những cái điểm nhấn hoa văn rất là đẹp, các bạn thấy. Đó. Thì hiện tại bây giờ thì ngoài thị trường người ta cũng đã sản xuất cái công nghệ in, người ta có thể in được các loại này rất là nhiều. Nên là nếu mà các bạn muốn cái bếp của mình nó có những cái hoa văn nó mạnh, muốn có thêm một cái gì đó nó hoài cổ một xíu, cái mang một cái gì nó mang tính chất cổ điển một xíu, thì các bạn có thể chọn những cái loại này để ốp cho các bếp của chúng ta. Rồi, thứ tư đó là gạch ốp tường có hình dạng đặc biệt. Thì các bạn nhìn thấy nó có tính chất nó 3D một xíu, nó trừu tượng một xíu. Nên là khi mà chúng ta nhìn vô cái bếp thì chúng ta cảm thấy cái não của chúng ta nó lâng lâng lên. Bởi vì những cái hình mà 3D á, thì nó làm cho cái não của chúng ta bắt đầu nó hoạt động. Bắt đầu chúng ta hình dung ra các cái hình khối. Đó. Thì cũng rất là nhiều người khi mà chọn ấy, người ta lại thích những cái loại này cơ. Cái loại mà 3D như thế này cơ. Đây mình cho các bạn thêm cái nữa. Rồi. Đây là cái loại gạch cổ này. Đó, nó mang tới tính chất hoa văn này. Thì mong đây cũng là cái kiến thức để cho các bạn có những cái sự lựa chọn tốt nhất khi mà các bạn tiến hành thiết kế cũng như là xây dựng cái ngôi nhà của mình. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.